Điều kế tiếp là họ chuyển qua nói là Luna và UST Tại sao nghĩ là hai đồng này là chứng khoán Thì họ bắt đầu nói Luna và UST là tài sản ảo được tạo ra bởi Terraform Labs Như là một dự án stablecoin thực toán liên quan đến hai thành phần Luna, một token có giá thả nổi tự do và sẽ tăng giảm theo nhu cầu Và đồng UST nhằm giữ mức giá ổn định bằng một đô la Mỹ Luna được thiết kế để có thể chuyển đổi sang USD và Luna trị giá một đô la có thể được chuyển đổi thành một USD. Đây là điều mà có thể nhiều bạn cũng đã biết rồi. Và điểm đầu tiên họ nói tới đó chính là Luna và USD được quảng bá dưới dạng đầu tư. Ngay từ khi mình thành lập đó thì Luna được quảng bá như là một khoản đầu tư. Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu vào tháng 4 năm 2019 của Terraform Labs liên quan đến dự án LUNA và USC giải thích rằng LUNA và USC là định hướng tăng trưởng và thảo luận về việc tạo ra các ứng dụng để tạo ra nhu cầu và sử dụng cho USC. Người sáng lập ra Phong Labs là Do Kwon thường xuyên tiếp thị LUNA và có tiềm năng tăng trưởng và giá trị như là một khoản đầu tư. Ví dụ, vào ngày 22 tháng 3, Năm 2021, Dogecoin đã mô tả giao thức của Luna và UST trên Twitter là được thiết kế để tích lũy giá trị Juno Moon. Dogecoin cũng đã sử dụng Twitter để thúc đẩy các nhà đầu tư vào Luna để kiếm được lợi nhuận trong UST bằng cách stacking tài sản của họ để nhận được lợi nhuận. Trên mạng của Luna và UST, các nhà đầu tư đã stacking Luna và phần thưởng được trả bằng UST thì cái điểm này đó là cái điểm mà họ nêu ra tương tự như là token thứ nhất là cái cách tiếp thị là một cái tiếp thị liên quan tới quản bá đầu tư và thứ nhì nữa là staking là một trong những cái mà nó gần giống như là một hội đồng đầu tư gì đó người ta chỉ cần mua đồng rồi sau đó có thể tạo ra được thêm lợi nhuận chỉ vì lưu giữ đồng đó mà tham gia vào staking. Điểm thứ nhì được nói tới bởi tổng thư lý của New York đó chính là Terraform Labs đã thúc đẩy sự phát triển của Luna và UST đã hưởng lợi nhuận từ sự tăng trưởng đó Và họ nói là Terraform Labs chịu trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy sự phát triển của Luna và UST Họ đã làm như vậy bằng cách tạo ra các nền tảng và ứng dụng được kết nối với nhau Hứa hẹn lãi suất cao tới 20% để đổi lấy tiền gửi của UST trên nền tảng cho vay của Terraform Labs tạo ra Sức hấp dẫn của lãi suất 20% Mức cao hơn nhiều so với lãi suất có sẵn trong tài khoản tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi đã thúc đẩy một số lượng đáng kể nhà đầu tư gửi USD vào nền tảng cho vay của Terraform Labs. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là Terraform Labs đã trợ cấp cho 20% lợi suất đó, có nghĩa là lợi suất không chỉ tạo ra bởi tiền lại kiếm được từ khoản tiền gửi mà còn được tài trợ bởi chính Terraform Labs. Terraform Labs nói với các công ty đầu tư mạo hiểm trong các tài liệu chào bán tư nhân rằng vai trò của họ trong việc phát triển Luna UST là rất quan trọng đối với sự thành công của dự án. Trước các tài liệu đó, theo Labs cảnh báo rằng việc không thể thiết lập tiện ích của dự án hoặc token có thể khiến dự án không còn khả thi. Đây là cái điểm mà khác với lại Ethereum các bạn thấy được là đối với Terraform Labs đó, thì trong văn bản này họ nói là Terraform Labs trực tiếp nhúng tay vào để mà trả lại để có thể là đạt được con số là 20% có nghĩa là một đơn vị tập trung đã trả lại trực tiếp để cho thu hút những nhà đầu tư và thêm vào đó nữa là họ đã tuyên bố là họ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái hệ sinh thái của Luna và UST không có Terraform Labs thì coi như là dự án này không còn tiếp tục được nữa đây là cái điểm rất khác biệt so với Ethereum để thường chia sẻ hết phần này rồi thường sẽ chia sẻ về những gì các bạn cần nên hiểu Ngoài ra, Terraform Labs đã sử dụng doanh số bán hàng của Luna để gây quỹ cho các hoạt động của mình và cung cấp các ưu đãi cho nhân viên. Docon đã công khai thông báo rằng Terraform Labs cam kết mở khóa tối đa là 3 triệu Luna mỗi tháng cho tất cả chi phí vận hành và họ sẽ bao gồm cả hai khoản chi tiêu, một khoản tài trợ mới khởi xướng cho các cải tiến cơ sở hạ tầng quan trọng và các công ty công nghệ cốt lõi để bổ sung cho sự tăng trưởng nhanh chóng của hệ sinh thái Terra và thứ nhì là tất cả các chi phí hoạt động của Terraform Labs khác như là phân phối token cho nhân viên. Đây là à, lý do tại sao mà họ à, mở khóa tối đa là ba triệu Luna để mà trả cho hai phần này. Cấu trúc tài trợ này minh họa cho sự phụ thuộc của Terraform Labs là việc đánh giá cao giá trị à, của Luna để tiếp tục hoạt động hàng ngày. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại vì Terraform Labs cần phải bán Luna mỗi tháng để có tiền để mà tiếp tục hoạt động, tiếp tục phát triển, trả tiền nhân viên. Vì lý do đó, đó Terraform Labs Cần phải thấy được đồng Luna tăng giá Tại vì chỉ như vậy thì họ mới có thể là có tiền để mà tiếp tục kinh doanh Chứ nếu như đồng Luna mà xuống giá nhiều quá Thì họ sẽ phải bán rất nhiều đồng Luna và có thể là không đủ Đó là cái điều mà được nêu ra bởi là teaser James Một lần nữa đây là một điều mà khác biệt giữa Luna USD và Ethereum Ngay cả trong văn bản này chúng ta cũng đã bắt đầu thấy là cái sự khác biệt đã từ từ rõ ràng rồi Nhưng mà họ đã kết luận đó là các token là chứng khoán các token đã được quảng bá như là cơ hội lợi nhuận phụ thuộc vào sự phát triển của mạng tương ứng của họ như là Ethereum, Luna và UST. Sự tăng trưởng và phát triển của các mạng lưới này phụ thuộc vào nỗ lực quản lý của người sáng lập và đội ngũ quản lý của các mã thông báo này và được tin tưởng một cách hợp lý để dẫn dắt các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ nỗ lực kinh doanh và quản lý. Ngoài ra đó tổng số tiền phân phối token là dành riêng cho những người sáng lập và đội ngũ quản lý của họ Do đó dường như gắn liền chủ sở hữu token với các nhóm quản lý tạo ra một doanh nghiệp chung Vì vậy token là chứng khoán, đây là kết luận của Leticia James Tuy là bà ta chỉ nêu ra ba ví dụ thôi nhưng mà nếu như đối với à, những lập luận này đó thì tất cả đều chứng khoán các bạn cho nên khi mà mọi người đọc cái văn bản kiện tụng này đó thì mọi người bắt đầu là có sự lo lắng tại vì khi mà thường vừa đọc với các bạn mà thường không có dành thời gian chia sẻ nhiều đó thì các bạn cảm thấy được những gì bà ta nói cũng có lý chứ không phải là không có lý đâu. Nhưng mà có một số điểm cho bạn cần phải nên lưu ý ở đây. Chúng ta đừng có nói tới là cái nào là chứng khoán cái nào không phải, xã sẽ hỏi các bạn một câu hỏi khác. Khi mà các bạn vừa nghe thường chia sẻ về Ethereum và sau đó luna ust thì câu hỏi của thuận đó không phải là cả ba cái đồng này chứng khoán là không phải mà thuận muốn hỏi các bạn là nếu như các bạn tính điểm xếp hạng đó thì trong ba đồng này đồng nào giống chứng khoán nhiều hơn đồng nào giống chứng khoán ít hơn tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ nói là nếu chúng ta đọc những lời cáo buộc đến từ là theser james thì luna ust so với là ethereum thì giống chứng khoán nhiều hơn tại vì sao tại vì theo Formlabs có sự quan hệ quá mật thiết với lại giao thức Luna và UST. Họ tuyên bố họ là cái nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái này. Không có họ là không được. Họ cũng là cái nhân vật mà chủ trương để mà bán đồng Luna, gây dựng tiền để mà bắt đầu là trả lương cho những developers để mà phát triển hệ sinh thái. Họ là nhân vật đứng chính giữa để mà làm cho Giao thức UST hoạt động được, nếu không có họ là không có được Như là thường Duy chia sẻ với các bạn, nó khác với lại Ethereum Cái chỗ đó các bạn, Ethereum nó tuy là những ngày đầu tiên Thì các bạn thực là chúng ta bắt đầu thấy có bán ICO rồi Một số tiền là được giữ bởi Ethereum Foundation Và một số token là giữ bởi Vitalik Buterin Nhưng mà chúng ta có nhiều đội phát triển Ethereum Và Ethereum cho đến ngày hôm nay, đó, cái mạng lưới nó đã rất là lớn và rất là phong phú rồi. Ethereum Foundation vẫn là một trong à, những cái đơn vị trụ cột để mà giúp đỡ phát triển các bạn nhưng mà không phải là đơn vị duy nhất và Ethereum Foundation cũng chưa bao giờ tuyên bố nếu như mà không có Ethereum Foundation thì Ethereum coi như là không tiếp tục phát triển nữa, cái sự quan hệ nó khác nhau và đối với là staking cũng như vậy các bạn, staking là dựa theo giao thức của Ethereum bao nhiêu người stake thì à, cái phần trăm các bạn có thể nhận được phần thưởng nó sẽ dựa theo con số đó bao nhiêu ether stake thì à, sẽ chia ra là làm phát một năm bao nhiêu và chia ra cho những người mà tham gia vào staking nó khác với lại Luna và UST Luna và UST à, các bạn có thể là tham gia vào giao thức Anchor trước đây đó Thì các bạn gửi vào UST Mà muốn có UST các bạn phải có Luna Và khi các bạn tham gia vào Anchor Protocol đó, thì 20% lợi nhuận đó một phần được tài trợ trực tiếp bởi Terraform Labs nó không có phải à, là đơn giản như là staking trên mạng lưới của Ethereum nó có cái phần nhúng tay vào bởi Terraform Labs cho nên khi mà các bạn nhìn vào sự khác biệt đó thì rõ ràng và Luna UST nó giống chứng khoán hơn là Ether chúng ta khoan nói đến Ether khoan chứng khoán hay là không đó là cái điểm đầu tiên thường cảm thấy là thú vị ở đây và điều thứ nhì nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một đồng nào đó như là Ethereum đi Khi mà bán ICO cho dù đó có thể là một chứng khoán dưới luật chứng khoán của Hoa Kỳ Nhưng mà bây giờ có phải hay không? qua 9 năm rồi các bạn thấy được là họ đã bán ico bây giờ đâu còn ico nữa thì item hoạt động ngày hôm nay có phải là chứng khoán hay là không và cái lập luận của là dụ james đó đã chính là dựa theo thử nghiệm howe à, một thử nghiệm chúng ta đã nói tới nhiều lần rồi và trong thử nghiệm howe đó đây là một cái định nghĩa về hợp đồng đầu tư và chứng khoán à, và đây là một cái tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong được chứng khoán hoa kỳ và theo định nghĩa của How We Test, một hợp đồng đầu tư là chứng khoán khi mà cả bốn điều bên dưới là sự thật để được lập lại thì các bạn nhớ. Cả bốn điều chứ không phải là một điều hay là hai điều, cả bốn điều này là sự thật thì cái đó là chứng khoán. Thứ nhất là một khoản đầu tư bằng tiền. chúng ta hãy nhìn vào Ethereum có phải là khoản đầu tư bằng tiền hay không? Thì câu trả lời là phải, các bạn thường là dùng tiền để mà mua Ether thì điểm đầu tiên là đúng. Điểm thứ ba, chúng ta đừng nói tiền thứ nhì, chúng ta nói tiền thứ ba trước đi. À, nhà đầu tư mong là lợi nhuận à, thường nghĩ là bất cứ ai bỏ tiền ra để mà mua cái gì à, liên quan tới tài chính thì cũng mong đợi cái sự lợi nhuận tôi nghĩ là cũng không ai à, chối bỏ phần lớn mọi người mua ether là tại vì họ muốn có được lợi nhuận cũng có một số người mua ether vì những lý do khác như, như các bạn muốn mua nft các bạn phải có ethereum các bạn chỉ mua đủ ether để mà mua nft mà thôi các bạn lưu trữ nft đó chứ các bạn không có lưu trữ ethereum thì cũng có nhiều người sử dụng ether về những cái mục đích khác các bạn à, không phải là chỉ mua ether đợi giá lên để mà bán nhưng mà tôi nghĩ cái số người đó cũng không phải nhiều phần lớn là mong được lợi nhuận nghiêm mà cái điểm quan trọng là điểm thứ nhì và điểm thứ tư đầu tư vào một doanh nghiệp chung và lợi nhuận chủ yếu đến từ nỗ lực của người khác đây là cái điểm mà rất là khó để mà chứng minh cho bạn Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là cái vụ kiện à, giữa công ty Ripple và SEC kéo dài hơn 2 năm vẫn chưa có hồi kết Trong khi mà mới đầu khi mà có vụ kiện đó thì nhiều người nhìn vào cái kết cấu của đồng XRP Và cái mối quan hệ với công ty Ripple thì nhiều người cho là vụ kiện này sẽ kết thúc rất là sớm Tại vì rõ ràng là đồng XRP dựa vào Ripple nhưng mà các bạn thấy được là khi mà chúng ta bắt đầu mổ xẻ đó thì không có hoàn toàn là rõ ràng như là mọi người nghĩ cho nên cái vụ kiện tụng mới kéo dài 2 năm mà chưa có hồi kết khi mà chúng ta áp dụng thử nghiệm này với lại thì nó lại càng không rõ ràng hơn nữa tại vì chúng ta có thể đầu tư bằng tiền và mong được lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận đó đến từ đâu các bạn nếu các bạn nói là đầu tư vào một doanh nghiệp chung thì khi các bạn mua premium thì cái doanh nghiệp chung đó là gì trong cái lập luận của là thi sự cho doanh nghiệp chung đó chính là Ethereum Foundation thì có phải hay không các bạn thực ra cũng không hẳn đâu như thường vừa chia sẻ với các bạn chúng ta à, có đề xuất rồi có bỏ phiếu cho nên bất cứ ai cũng có thể đề xuất à, sự thay đổi của Ethereum bất cứ ai cũng có thể cung cấp cái mã nguồn mới cho Ethereum và mọi người có thể bỏ phiếu giống như là chúng ta hiện bây giờ đang có chứ không hẳn là Ethereum Foundation và bà Thao Lực nói gì cũng được nếu như là nói gì cũng được thì chúng ta đâu có cái sự trì hoãn để có EIP 159 vân vân tuy là Ethereum Foundation và bà Thao Lực cũng có sự ảnh hưởng rất là lớn nhưng mà họ không phải là nhân duy nhất quyết định và điểm thứ nhì nữa các bạn thấy được là Ethereum đã có nhiều thời gian không có cập nhật gì à, Có thể là một thời gian dài luôn Không bất cứ cập nhật gì Thì giá cả của Ether có tăng hay không các bạn Thì nếu như các bạn nhìn vào lịch sử của Ethereum Chúng ta đã trải qua cực kỳ nhiều giai đoạn Giống như là chúng ta à, bắt đầu có ICO năm 2017-18 Rất là nổi Sau đó chúng ta có GameFi Chúng ta có CryptoKitty Chúng ta có NFT và chúng ta có DeFi Rồi chúng ta có rất là nhiều những cái phong à, trào ở trên Ethereum bao nhiêu năm qua Và mỗi phong trào đó, đó là đều được uh, thúc đẩy bởi những công ty khác nhau các bạn Và chúng ta thấy được là mỗi lần như vậy thì giá Ether đều có sự tăng trưởng Thì những đợt tăng trưởng đó nó hoàn toàn không có liên quan đến Ethereum Foundation Ethereum Foundation không phải là người mà tạo ra tất cả ICO Ethereum Foundation cũng không phải là người tạo ra NFT Cũng không phải là người mà tạo ra gamfi Hay là bất cứ những phong trào gì chúng ta thấy trên mạng lưới của Ethereum Thì cũng... Không có hẳn là lên xuống giá cả là phụ thuộc hoàn toàn vào team foundation của các bạn. Cho nên đây là cái điểm mà tôi cảm thấy là khi mà ra tòa sẽ khó chứng minh. Chứ không có đơn giản như là các bạn nghĩ. À, và người ta sẽ lập luận là giá cao của Ether lên xuống trong nhiều thời gian mà không có liên quan gì đến e team foundation hết. Thậm chí nhiều người đầu tư vào Ether cũng ít nghe nói tới ether foundation. Thậm chí họ cũng không biết e team foundation là gì. À, cho nên nếu như em nói e team foundation là một doanh nghiệp chung thì điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Và... Đương nhiên lợi nhuận mà các bạn có đó là tại vì những phong trào đó hay là nhu cầu có được từ tiêu giống như, như là NFT người ta muốn mua Ether để mua NFT thì lúc đó giá có thể tăng lên thì cái đó là không phải là tại vì tiền Foundation mà cái lợi nhuận đó đến từ nhu cầu ở trên thị trường và đây cũng là cái lập luận của Ripple với, đối với đồng XRP nếu như mà nói là đồng XRP lên giá hay xuống giá dựa vào con Ripple cũng không phải rất là nhiều đứa đợt lên xuống giá không liên quan đến công ty Ripple hết chỉ là nhu cầu có XRP trên thị trường tăng cao và giảm xuống những giá cả lên xuống mà thôi ngược lại đó thì cái lập luận liên quan tới lưu là UST thì có thể là chặt chẽ hơn các bạn vì những lý do thường vừa chia sẻ với các bạn về cái mối quan hệ và cái sự quản lý của Terraform Labs đối với lại hai giao thức Luna và UST đó là một điểm thuận mà thôi và đó là cái điều đầu tiên mà thường muốn nói với các bạn để chứng minh được Ether là chứng khoán đó dựa theo định nghĩa của Howie thì hoàn toàn là không có dễ như là mọi người nghĩ điểm thứ nhì và rất là thú vị đối thuận là trong cái dù kiện này là chủ yếu là chuyện sàn KuCoin các bạn không phải là kiện Ethereum cũng không liên quan đến Ethereum Foundation và thật ra nếu như mà tổng trưởng lý là Tito James chỉ muốn hạ gục KuCoin thì chỉ cần nói là ở trong sàn KuCoin có chứng khoán mà không được đăng ký và họ chỉ cần nêu ra Luna nào và USD thôi À, thì khả năng thắng rất là cao các bạn tại vì bây giờ luna và ust à, không lẽ đô và những người khác à, đến hoa kỳ để mà biện luận luna ust không phải là chứng khoán bây giờ các bạn thấy được là đâu còn mấy ai quan tâm đến nữa đâu thì khả năng cao là luna ust cũng sẽ không có ai đứng ra để mà bảo vệ hết thì à, nếu như mà họ nói luna ust là chứng khoán thì cũng không có ai biện luận và khả năng thắng rất là cao và đây cũng là một trong những cách mà dễ dàng hạ gục được À, sàn khu coi thì tại sao họ không làm như vậy mà họ lại lôi y tờ vào các bạn? Đó là điều cực kỳ thú vị ở đây. Chỉ cần Lunausti là đủ rồi. Giống như các bạn thấy được là SEC gần đây thì cũng <laughs> là điện đơn kiện Lunausti nói đó là chứng khoán. Bây giờ tất cả đều đã xong rồi. Ông ta nói gì thì cũng đâu có ai đứng lên cãi với ông ta đâu. À, tại sao mà là Thi James lại sẽ không làm như vậy? Nó dễ dàng hơn là lôi y tờ vào. Có nhiều lý do lắm các bạn. À, và đây là chuyện cá nhân của Thuận mà thôi. Khi mà chúng ta nhìn vào tổng quan những gì đã xảy ra gần đây đó các bạn đã biết là à, có một số nhân vật không thích crypto ở quốc hội, có một số nhân vật không thích crypto à, ở những cơ quan trong đó chúng ta có Gary Gensler chủ tịch của SEC và chúng ta cũng vừa thấy một người đó chính là là Thierry James à, của New York đây là người mà không thích crypto. Và đối với SEC đó thì gần đây Họ à, cũng đã bị nhiều cái sự khẩn lại các bạn Giống như SEC cũng đã đàn áp được nhiều công ty Nhưng mà họ cũng gặp nhiều trắc giỏi gần đây à, Và hôm nay đó thì à, không biết vì thế là gì Gary Gensler đã đưa ra một cái à, bài viết Nói về là SEC chủ yếu là sẽ không có chùng bước Cho đến khi nào mà họ quản lý hết thị trường crypto này Và tuy là SEC cũng đã thành công đàn áp được nhiều công ty Như là công ty Kraken, như là à, công ty Paxo Chúng ta nói gần đây nhưng mà SEC cũng gặp nhiều trắc trở lắm Các bạn thì được là một trong những cái đơn vị khác ở Hoa Kỳ quản lý thị trường tài chính đó chính là CFTC có nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ và cái người đứng đầu đó chính là Rossen Benham thì Rossen Benham là một trong những người mà lại không có cùng ý nghĩ với lại SEC Gary Gensler uh, Russell Benham đó đã từng nói là Bitcoin chắc chắn không phải chứng khoán Bitcoin là một cái hàng hóa cho nên được quản lý bởi CFTC và cách đây không có lâu đó thì các bạn được là Russell Benham cũng nói chỉ có Bitcoin Duy nhất là hàng hóa mà thôi Tất cả thì không có biết Nhưng mà gần đây đó thì Russell Benham đã nói là Ethereum tối với lại CTC cũng là hàng hóa như là bitcoin luôn và thêm vào đó đó cái điều thú vị là bên dưới này nói tới stablecoin và Rossen Benham nói là những cái stablecoin như là BUSD là một hàng hóa chứ không phải là chứng khoán như là Gary Gerson nói thì các bạn được chúng ta ít nhất đã có một đơn vị khác không đồng lòng với lại SEC vì lý do gì các bạn không phải là tại vì họ quá yêu thích crypto họ quá à, mến chúng ta cho nên họ mới đứng ra bảo vệ đâu chỉ đơn giản là CTC cũng như là SEC họ muốn giành quyền quản lý thì crypto này cho nên họ sẽ nói như vậy. Thêm vào đó, chúng ta thấy được là SEC cũng đã từng uh, ra tò để mà phản đối tài sản của công ty Voyager bán cho Binance US. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn đã biết kết quả ra sao rồi. Kết quả là thẩm phán của cái uh, case này uh, nói là phản đối vô hiệu. Tại vì uh, SEC quá vô lý, phản đối không cho bán tài sản của Voyager cho Binance US tại vì khả năng khả năng thôi không phải là chắc chắn khả năng đó là đồng VGX đồng của voi trời được chứng khoán cho nên muốn ngưng tất cả để bắt đầu là tìm hiểu xem coi đồng đó phải là chứng khoán hay là không thì đối với lại thẩm phán quá du lý mọi người bây giờ đó là đang chờ đợi để mà lấy lại tiền của mình cho dù không lấy được một trăm phần trăm hoặc cũng lấy được 73%, phần họ đã chờ đợi một thời gian rồi bây giờ SEC muốn ngưng tất cả chỉ vì họ nghĩ đồng VGX là chứng khoán thì hoàn toàn không hợp lý và thẩm phán đã quyết định là phản đối vô hiệu voi trời không như đã thắng cái phần này và gần đây hơn nữa chúng ta được là à, công ty RayScale đó họ cũng đã như là lời hứa kiện SEC ra tò lý do là tại vì uh, RayScale đó muốn chuyển cái quỹ RayScale Bitcoin Trust của họ thành một cái Bitcoin ETF spot và SEC đã từ chối không có cho họ thông qua thì uh, họ đã đệ đơn và mướn rất nhiều luật sư để mà kiện SEC và họ đã ra tò lần đầu tiên tuy là chưa có kết quả các bạn nhưng mà khi mà ra tò đó thì uh, công ty RayScale đã trình bày là cái Lý do mà SEC ngăn chặn Bitcoin ETF spot đó là hoàn toàn vô lý Tại vì SEC đã cho phép một cái Bitcoin futures ETF rồi dựa theo hợp đồng tương lai Thì tại sao lại không cho Bitcoin spot ETF dựa theo giá spot, cái giá thông thường Và lý do SEC nêu ra là tại vì Bitcoin spot ETF nó có nhiều rủi ro hơn Nó có cái khả năng gian lận nhiều hơn Nhưng mà điều đó là vô lý đó Tại vì giá của BTC Future sẽ cũng dựa vào spot mà thôi hai cái đó nó có sự tương quan là 99.9% cho nên những cái lập luận đó của SEC là vô lý và cuối cùng thẩm phán nó cũng đang nghiêng về uh, công Scale uh, nói là có sự hoài nghi về phán đoán của SEC. Điều này không có nghĩa là SEC sẽ à, lập tức cho thông qua một, một Bitcoin Spot ETF, chỉ là bây giờ SEC phải trở về và suy nghĩ một cái lý do khác để từ chối Bitcoin ETF và không dùng lý do như là trước đây được nữa. Trước đây thì cứ nói đại một lý do nào đó không cho thông qua được. được. Bây giờ đã ra to rồi, à, thì à, lý do đó hoàn toàn xem như là không chính đáng và đây là cái điều kế tiếp cho thấy được là SEC đang gặp một số những cái trở ngại và gần đây hơn nữa chúng ta có cái điều kiện của Ripple và SEC thì cập nhật mới nhất đó là hai bên bây giờ đang dằn co đang giống như thỏa thuận với lại tòa án xem coi là nhân chứng nào vật chứng nào à, nên bị loại bỏ thì một trong những nhân chứng quan trọng của SEC đó đã bị loại bỏ, đó chính là một trong những người gọi là expert witness hay là đây là những cái người mà được mời đến à, những cái chuyên gia được mời đến và chuyên gia này đó đã được mời tới bởi SEC để làm gì? Để chứng minh là những người mà mua token XRP là họ mua vì lý do là họ muốn được lợi nhuận đến từ công ty Ripple và người này đã bị loại bỏ khỏi cái danh sách nhân chứng chuyên nghiệp rồi thì đây coi như là một cái thắng nhỏ của Ripple đối với SEC thì đối với là những cái sự kiện này đó tôi nghĩ là SEC sẽ cẩn thận hơn khi mà họ muốn kiện tụng bất cứ một công ty nào nữa à, và các bạn nên biết là cho dù SEC có ngang tàn cấp mấy đi nữa thì cho đến ngày hôm nay Chủ tịch Gale vẫn không dám nói cái câu là Ethereum cũng là chứng khoán chỉ nói là phần lớn token là chứng khoán ngoài trừ BTC khả năng cao tất cả là chứng khoán nói những câu chung chung vậy mà thôi chứ chưa bây giờ nêu rõ tên Ethereum tại vì sao vậy tại vì ông ta nghĩ là Ethereum là một đồng rất là lớn và Ethereum Foundation cũng không phải là một công ty nhỏ và cái hệ sinh thái của Ether cực kỳ lớn lớn hơn cả XRP nữa nếu như đụng tới Ether thì hậu quả sẽ khó là lường được cho nên tới ngày hôm nào ông ta vẫn chưa dám mở miệng nhưng mà đối với lại những cái sự kiện gần đây ông ta giống như là gặp một chút chút xíu chắc chở thì có thể không có muốn lộ diện nhưng mà ông ta lại nghĩ đến một cách đó chính là dựa vào những gì mà tổng trưởng lý là thị trường James muốn làm đó thì ông ta nói bây giờ hãy thử để Ether vào cái vụ kiện này xem coi là thẩm phán nghĩ ra sao về cái lý thuyết Ether là chứng khoán cho dù là Ether bị loại bỏ không phải chứng khoán nữa đó thì vẫn có thể thắng được vụ kiện này tại vì luôn USD là chứng khoán chỉ cần là một đồng là chứng khoán mà thôi thì KuCoin coi coi như là sẽ bị hạ gục cũng không có bị lỗ gì các bạn cứ nghĩ đi đây cũng có thể là một chuyện đang xảy ra hiện bây giờ có thể Like Gary Chancellor muốn thử xem coi là tòa án có những động thái gì khi mà Ether bị kêu đích danh để xem coi là có dễ dàng thắng được hay là không đó là những gì mình thường đang suy nghĩ hiện bây giờ và cái điều mà các bạn nên hiểu đây đó đây là một cái đơn kiện đơn kiện các bạn muốn giết gì trên đó cũng được hết các bạn tại vì các bạn là người đi kiện người khác mà các bạn có thể đưa ra bất cứ cáo buộc gì những gì được nói đến hồi nãy giờ thường chia sẻ với các bạn đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của là Teacher James mà thôi không phải là sự thật và tổng chân lý của tiểu bang New York không phải là SEC, không phải là quốc hội và họ cũng không được quyền nói cái gì là chứng khoán hay là không phải hết. Nếu như mà họ có thể ra luật cái nào là chứng khoán nào là không phải, họ cũng đâu không phải kiện đâu các bạn. Lý do họ đi kiện là tại vì họ không có quyền ra luật, ngay cả SEC Chủ tịch giao ra cũng không thể. Chỉ quốc hội ông Hoa Kỳ mới được ra luật mà thôi. Vì lý do đó họ mới đi kiện cho nên tất cả những điều nói đây đó đều là cái suy nghĩ phiến diện đến từ là F. James. Đó là điều mà các bạn nên hiểu ở đây cho nên cái sự lo lắng bây giờ thuận cũng hiểu nhưng mà nếu như bây giờ nó là hoảng loạn bán y tờ tại vì tờ chứng khoán thì không phải đâu các bạn đây chỉ là những gì được nói đến trong cái văn bản kiện mà thôi rồi chúng ta sẽ xem coi là khuôn cool khổ lập luận như thế nào và chúng ta hay được là những sàn duyệt khác đó thì đều có ethereum họ cũng sẽ không ngồi yên đâu và video này cũng khá dài rồi thuận sẽ nhanh chóng chia sẻ thêm một số những cái tin tức phết khác nữa uh, gây thêm cái sự hoảng loạn ngày hôm nay chúng ta có một cái thông tin được chia sẻ bởi fox Uh, business News và nói là các sàn giao dịch crypto của Hoa Kỳ như là Coinbase, Robin Kraken có thể thôi không phải là đã có hay là đã, đã, đang xảy ra thì có thể là phải đối mặt với một vụ kiện tập thể hay còn gọi là class action lawsuit. Uh, luật sư chứng khoán lâu năm uh, Tom Brady uh, được biết đến là một trong những luật sư chống gian lận đầu tư hàng đầu tại Mỹ đang chuẩn bị cho vụ kiện chống lại các sàn giao dịch crypto vì lý do là các sàn crypto ở mỹ bán các crypto nhưng thực chất đó là chứng khoán không đăng ký các khách hàng thua lỗ trên sàn phải được bồi thường tất cả những gì đang xảy ra mà các bạn thấy đó chỉ vì là luật hoa kỳ không rõ ràng và quốc hội không chịu ra luật các bạn bao nhiêu năm qua rồi quốc hội cũng không có chịu ra luật À, dẫn đến những sự kiện như thế này. Tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta có một cái à, sự không chắc chắn về quy định, cùng với lại chiến dịch chống tiền điện tử của những cơ quan quản lý, cùng với lại đây là thời điểm mà những cái luật sư như là Tom Grady biết là nhiều người bị thua lỗ thì họ sẽ cho những cái người đó một lý do để mà điền đơn kiện tập thể, à, để hy vọng là có thể lấy lại một phần lỗ của mình. Nhưng mà trên căn bản đó là luật sư Tom Grady chỉ là lợi dụng tình hình này chính như là thường nó đục thả câu đó các bạn bây giờ ai cũng nói về là crypto có thể chứng khoán thì ông ta muốn lựa chọn thời điểm này khi mà những sàn giao dịch họ phải đối đầu với những cái nhà quản lý như là SEC à, lợi dụng thời điểm này để mà tấn công những sàn giao dịch để mà trục lợi Tóm lại đây là một luật sư muốn à, trục lợi trong những sự kiện gần đây mà thôi nhưng mà đây cũng là một trong những sự việc khiến cho nhiều người lo lắng thêm vào đó nữa thì à, hôm nay chúng ta có hai thông tin thứ nhất À, là chính quyền tổng thống Joe Biden đề xuất đánh thuế 30% đối với điện được sử dụng để đào BTC và tiền điện tử. Đây là bài báo New York Times thông báo. Và Nhà Trắng chỉ biết rằng điều đó đang cản trở, điều đó nghĩa là đào Bitcoin bây giờ đang cản trở quá trình chuyển đổi sang một tương lai năng lượng ít phát thải. Chứ mà được là hôm nay là một ngày mà đầy phết luôn rồi cũng không có ngưng đây nữa các bạn thấy được chúng ta ngày hôm qua cũng có một cái thông tin là cũng chính phủ à, của tổng thống joe biden đã đề xuất à, thay đổi về một số lực liên quan tới crypto lý do là tại vì à, chính quyền của tổng thống joe biden à, muốn có thêm thu thuế để mà giảm đi cái à, nợ của quốc gia hiện bây giờ và bây giờ họ nói là thứ nhất đó, họ sẽ tăng lên cái à, phần trăm à, tính thuế khi mà các bạn truy có lời bây giờ đó là sẽ tăng lên từ 20 lên tới 4% các bạn tăng một con số cực kỳ kinh khủng luôn và thêm vào đó đó thì cái luật wash trade sẽ bị hủy bỏ wash trading đó có nghĩa là giả sử như các bạn sắp sửa kết thúc năm nay rồi mà các bạn đang bị thua lỗ nếu các bạn tiếp tục hold đồ qua năm sau thì các bạn vẫn hold đồ mà thôi nhưng mà một trong những cách làm mà nhiều người sử dụng trong thị trường crypto này ở Hoa Kỳ đó chính là đến gần cuối năm thì họ bán hết crypto của mình sau đó họ nhanh chóng mua lại À, tại vì sao khi mà họ bán hết crypto của mình thì họ có thể là ghi vào giấy thuế là họ bán lỗ Mặc dù là họ đã nhanh chóng thu mua lại cái số lượng đó Nhưng mà cái số lượng thu mua lại đó thì họ sẽ có một cái giá gốc mới Và sau này bán thì mới tính Nhưng mà bây giờ cái lợi của họ là họ sẽ thay lỗ được trong năm nay Thì đó là một cái gọi là watch trading ở trong thị trường chứng khoán đó, thì không làm được các bạn Các bạn bán xong rồi phải chờ hơn một tháng sau Thì các bạn mới có thể mua lại Chứ nếu không là không có tính à, Bây giờ thì ở trong crypto vẫn còn Nhưng mà đây là cái luật mà chính quyền của tổng thống cho bình cũng muốn loại bỏ cái mà chúng ta nên hiểu đây đó là cả hai cái chúng ta vừa nói đến à, là đánh thuế khi mà đào btc hay là tăng thuế khi mà trading có lời đó là những đề xuất mà thôi chứ không phải là luật các bạn luật một lần nữa vẫn phải thông qua quốc hội nhưng mà những cái này lại à, tiếp tục dẫn đến cái sự lo lắng cho nhiều người ở Hoa Kỳ đó bây giờ chúng ta vẫn còn rất là nhiều những công ty họ rất là thích crypto họ muốn tiến sâu hơn chúng đừng nói tới những cái thông tin tôi đã chia sẻ trước đây rồi những ngân hàng những thứ đầu tư những công ty công nghệ họ thích crypto mà chúng ta thấy được gần đây nhất đó là Amazon thì họ cũng muốn phát hành một cái NFT đại diện cho những cái gì mà các bạn order trên Amazon đây là một công ty rất là lớn như bạn cũng đã biết rồi Những gì mà xảy ra gần đây các bạn thấy rất rõ ràng là chúng ta thật sự vẫn chưa có luật Luật là cái mà cực kỳ cần thiết luôn Quốc hội không chịu lực cho nên chúng ta mới có sự hoảng loạn ngày hôm nay à, khi mà mạnh SEC thì muốn kiện công ty này kiện công ty kia rồi à, mạnh uh, New York thì muốn kiện công ty này kiện công ty kia tại vì không có lực cho nên chúng ta mới có những cái sự kiện như vậy mà đã nhiều năm rồi Quốc hội cũng không chịu được lực, nếu như cứ tiếp tục như vậy đó thì sẽ dẫn đến là nhiều công ty sẽ rời khỏi Hoa Kỳ các bạn. Cuối cùng, tôi nghĩ là Hoa Kỳ cũng sẽ bị lỗ mà thôi, tại vì khi những công ty đã rời khỏi đó là chúng ta phải nghĩ đến là thuế sẽ không tiếp tục tục thu nữa, những công ty này họ sẽ rời khỏi Hoa Kỳ và công việc làm cũng sẽ bị mất đi một phần. Thêm vào đó nữa, chúng ta lại mất đi một phần nhân tài các bạn. Hoa Kỳ đã từng là một nơi mà cho nhiều công ty công nghệ đến để mà chú thân phát triển bây giờ đó thì à, hoàn toàn không có đi theo những cái gì đã xảy ra trước đây và đương nhiên đây không phải là đại diện à, riêng cho tất cả hoa kỳ các bạn chúng ta cũng có một số những cái bộ phận của hoa kỳ vẫn rất ủng hộ crypto để thường chia sẻ thêm để các bạn hiểu nhưng mà ở trên thế giới chúng ta vẫn có rất nhiều nơi từ 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 mở cánh tay để mà chào đón thị trường này và Trước đây đó thì mọi người đều chờ đợi Hoa Kỳ lên tiếng xem coi là sẽ xử lý hay là quản lý thị trường chúng tôi này ra sao. Bây giờ hầu như các bạn thấy được là từ năm ngoái tới năm nay nó rất rõ ràng. Nhiều quốc gia họ đã không chờ nữa. Giống như là ở châu Âu họ cũng sẽ bắt đầu từ từ ra luật riêng của họ, ở châu Á cũng như vậy, ở Úc cũng như vậy, họ sẽ không tiếp tục chờ Hoa Kỳ nữa và ở châu Phi cũng như vậy luôn. À, bây giờ các bạn được là một trong những quốc gia lớn mà không rõ ràng về luật đó chính là Hoa Kỳ. Hy vọng tất cả những sự việc này sẽ dẫn đến chúng ta sớm có lực nhưng mà các bạn thấy được những quốc gia như là Thái Lan thì cũng đã bắt đầu có những cái ưu đãi hơn giống như Thái Lan đã miễn phí thu nhập doanh nghiệp và thuế cộng thêm VAT cho các công ty phát hành token điện, điện tử à, và đương nhiên Thái Lan vẫn không có khuyến khích người dân dùng tiền điện, điện tử làm phương thanh toán nhưng mà họ cũng khuyến khích những cái công ty đến quốc gia của họ để mở đầu là mở những doanh nghiệp liên quan tới crypto phát hành token đại diện cho chứng khoán vân vân thì các bạn được là Thái Lan không phải là quốc gia duy nhất chúng ta gần đây cũng thấy được nhiều thông tin đến từ Dubai, chúng ta cũng thấy cái thông tin đến từ Singapore, chúng ta thấy thông tin đến từ Hồng Kông và nhất là những thông tin đến từ nhiều quốc gia ở Nam Mỹ. À, chúng ta có Brazil, đương nhiên El Salvador. Thì nếu như mà cứ tiếp tục như vậy đó, thì những công ty crypto, những nhân tài crypto họ cũng sẽ từ từ rời khỏi Hoa Kỳ đi chỗ khác mà thôi. Và crypto thì vẫn phát triển. Người mà cuối cùng sẽ bị lộ đó chính là Hoa Kỳ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy và ngay cả ở châu âu các bạn chúng ta sẽ được là đây là một trong những cái đơn vị mà à, quản lý tài chính ở nước đức là Bafin thì ở Hoa Kỳ đó vẫn là một câu hỏi NFT có phải chứng khoán hay là không. Gần đây thì có người kiện nói là NFT là chứng khoán nhưng mà các bạn thấy được là cái bộ phận quản lý tài chính ở nước Đức Bafin thì đã ra cái quyết định là không phải tất cả NFT là chứng khoán. NFT đó uh, thật ra cũng không phải là một cái gì mà cần phải KYC. Tùy theo là NFT gì cho nên họ sẽ nhìn từng dự án một chứ không có vừa đủ có nắm đâu các bạn và họ cũng đã nói được là NFT đó trên các bạn cũng không cần phải đi theo uh, luật AML như là cái luật uh, để mà chống rửa tiền hay là KYC tại vì NFT nó không có phải là một cái phương tiện dùng để thanh toán giống như là uh, những cái uh, token như là Bitcoin hay là Ethereum hay là XRP những cái đó thì cần phải KYC nếu như các bạn là một cái công ty cũng có dịch uh, vụ thanh toán nhưng mà NFT là không phải thì các bạn được là ở trên thế giới từ từ họ cũng đã có những cái luật càng ngày càng rõ ràng hơn và Hoa Kỳ thì chưa có các bạn ngay cả chúng ta thấy được là ở uh, India nghĩa là ở Ấn Độ và ngay cả là ở nước Nga chúng ta cũng thấy được là hai quốc gia này hai quốc gia mà lúc nào cũng uh, một lúc thích lúc không thích nhưng mà từ từ nó cũng đã rõ ràng hơn rồi ít ra ở uh, nước Ấn Độ đó thì họ nói là tất cả giao dịch crypto là phải đi theo uh, luật AML nghĩa là cái luật chống lại rửa tiền thì ít ra Ấn Độ cũng đã từ 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 à, có cái à, sự hiểu biết và có cái sự chấp nhận miễn là phải theo luật của họ và càng rõ ràng hơn ngay là chúng ta thấy được là ngay cả nước Nga cũng như vậy nước Nga thì trước đây có lúc thích chứ lúc không thích tại vì chúng ta có hai đơn vị nước Nga thứ nhất là bộ tài chính của nước Nga và thứ hai là ngân hàng trung ương ngân hàng trung ương là à, không thích crypto, bộ tài chính thì lại có cái sự cởi mở hơn và thích crypto và cái bạn được là ở nước Nga thì cũng có nhiều cái sự khuyến khích à, để mà nước Nga thả lỏng hơn, chấp nhận crypto nhiều hơn. Tôi sẽ không có đi vào chi tiết như bài viết này, ý tôi muốn chia sẻ với các bạn là ngoại trừ Hoa Kỳ ra chúng ta còn rất nhiều quốc gia đã từ từ có sự chấp nhận crypto. Và ngay cả ở Hoa Kỳ, chúng ta nói Hoa Kỳ nói chung nhưng mà thật ra những gì xảy ra gần đây ra chúng ta được là những thông tin đến từ Nhà Trắng, những thông tin đến từ SEC, đến từ tiểu bang New York mà thôi chứ còn cả nước Mỹ cũng không phải như vậy đâu các bạn. Chúng ta có rất nhiều những cái nghị sĩ, những cái dân biểu cũng rất ủng hộ. Các bạn thấy được chúng ta có một cái ủy ban dịch vụ tài chính ở Hạ viện và cái ủy ban này đó cũng đã tổ chức một cái buổi điều trần liên quan tới tiền điện tử ngày hôm nay và có rất nhiều nghị sĩ đã đứng ra để mà ủng hộ. Nói là gần đây chúng ta thấy có rất là nhiều những cái động thái đến từ chính quyền của tổng thống joe biden nhằm để mà tấn công thị trường crypto này à, và lý do là để tước đi cái quyền tự do tài chính của người dân cho nên không phải ai cũng đồng lòng với những gì đang xảy ra đâu các bạn quốc hội nếu như mà đồng lòng đó, thì bây giờ đã có luật rồi rất rõ ràng là quốc hội không đồng lòng với crypto cho nên chúng ta vẫn không có luật cho nên chúng ta mới thấy được là những người như là gary Gensler phải đi kiện công ty công ty kia chứ nếu như mà quốc hội đồng lòng với gary Gensler thì ông ta đến để mà xin luật là được rồi ông ta không làm gì tại vì quốc hội sẽ không có nghe lời và cũng không có đồng lòng là cần phải đảm crypto rất nhiều người trong quốc hội rất ủng hộ như là các bạn cũng đã nghe thông chia sẻ nhiều rồi và chúng ta cũng thấy được là tiểu bang cũng như vậy Missouri đó là tiểu bang mới nhất đã đưa ra một cái dự luật dự luật này đó thì vẫn chưa được chính thức được thông qua được thông qua một phần mà thôi chúng ta cần phải có quốc hội ở Missouri mới coi như là thông qua chính thức nhưng mà đây là một cái dự luật để mà bảo vệ những công ty đào bitcoin ở Missouri để tránh đi những cái luật cấm đào du lý đến từ những cái nhà lập pháp ở Missouri và các bạn cũng thấy được là gần đây những tiểu bang như Montana cũng có những cái luật tương tự và cuối cùng được thông qua rồi thì nhiều tiểu bang cũng đã lên tiếng ủng hộ như là Texas, như là Montana và tôi sẽ không muốn tiếp tục chia sẻ nữa tại vì có rất nhiều những cái ví dụ ý tôi muốn nói đây đó là những gì chúng ta nghe nói không phải là luật À, chỉ là chúng ta đang chứng kiến một cuộc tấn công đến từ chính quyền của tổng thống Joe Biden, đến từ SEC, đến từ uh, tổng chư lý của New York vì một lý do nào đó mà thôi. Lý do là gì thì uh, mọi người sẽ có một cái suy nghĩ. Thông chỉ có thể chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều những cái thông tin đáng lo ngại, nhưng mà về lâu dài đó thì uh, thuận vẫn tin tưởng là những cái sự kiện này sẽ là một cái sự thúc đẩy cho Hoa Kỳ có lực rõ ràng hơn, tại vì thường không nghĩ là Hoa Kỳ muốn mất đi ngành công nghiệp crypto, tại vì nếu như là như vậy đó thì SEC và CFTC không cần phải đấu tranh để mà giành quyền quản lý đâu. Họ đương nhiên muốn crypto ở đây rồi, chỉ là muốn thị trường crypto phải thuộc quyền quản lý của họ. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% Khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit hay là Binance Một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng bên nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì cho nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn